Diệu Nhi, anh Tú chính thức đăng ký kết hôn sau tin đốn con đầu lòng. Trước thông tin, anh Tú và Diệu Nhi đã chính thức về chung một nhà. Bạn bè cũng như đông đảo người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng. Giờ đây khán giả chỉ còn chờ đám cưới hoành tráng của cặp đôi. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, anh Tú gây bất ngờ khi công khai hình chụp cùng bạn gái Diệu Nhi kèm dòng trạng thái đầy hào hứng. Trên tay, Trần Thị Diệu Nhi đang là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú. Trong ảnh, cặp đôi di chuyển bằng xe máy, ăn mặc giản dị, Diệu Nhi ngồi sau khoe giấy chứng nhận kết hôn với người yêu kém 2 tuổi. Như vậy, anh Tú, Diệu Nhi đã có cái kết đẹp sau 7 năm hẹn hò, gửi lời chúc mừng cặp đôi trên mạng xã hội, bạn bè và người hâm mộ cũng háo hức chờ đám cưới hoành tráng của cả hai. Diệu Nhi và anh Tú được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt, tới nay đã có 7 năm hẹn hò, họ được khán giả yêu thích bởi tình yêu khá kín tiếng, không phô trương. Diệu Nhi và anh Tú cùng là diễn viên tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Từ quan hệ đồng nghiệp, cả hai nảy sinh tình cảm, tìm hiểu nhau từ năm 2015 và công khai mối quan hệ yêu đương vào cuối năm 2016. Hai người mặc đồ đôi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, chính thức xác nhận đã hẹn hò được một năm. Diệu Nhi còn công khai tỏ tình với anh Tú. Hôm nay, nhân dịp 2 phút này, tôi muốn nói lời tỏ tình với anh Tú. Tú à, thật ra em rất xúc động khi quen anh, gọi anh bằng anh thôi, chứ anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Em lớn tuổi rồi mà cũng không có ngoại hình, nên anh quen em ngoài tuổi tác của em ra. Anh đừng bàn tới, em sẽ lo cho anh đầy đủ. Năm nay, điện thoại nào mới ra, em sẽ mua cho anh. Năm sau, anh muốn có xe hơi, em cố gắng làm để mua cho anh. Còn tiền này, anh cứ cầm đi. Em không cần chia, cứ quen em thôi, chuyện khác để em lo. Trong một chương trình khác, anh Tú cũng khẳng định Diệu Nhi là người yêu của mình khi được hỏi về mối quan hệ. Nam ca sĩ, diễn viên mượn lời bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên để bày tỏ tình cảm với bạn gái. Diệu Nhi hơn anh Tú 2 tuổi, tuy nhiên hai người vẫn được khán giả khen ngợi đẹp đôi và dành nhiều sự ủng hộ cho chuyện tình này. Sau khi công khai, Diệu Nhi và anh Tú thoải mái hơn trong công việc, chia sẻ hình ảnh, tương tác với nhau trên mạng xã hội hay cùng nhau xuất hiện ở nhiều chương trình. Cả hai sẵn sàng bày tỏ tình cảm với nhau qua lời nói lẫn hành động, nhưng không phô trương quá mức, không gây nhiều ồn ào, tai tiếng nên nhận được tình cảm từ công chúng. Vài năm gần đây, anh Tú và Diệu Nhi hầu như không tương tác với nhau trên mạng xã hội, cũng không thường xuyên nhắc về đối phương như trước. Điều này khiến khán giả đặt nghi vấn cặp đôi đã bí mật chia tay. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hay tiết lộ từ bạn bè của hai người, anh Tú và Diệu Nhi không hề chia tay mà dường như chỉ muốn yêu trong thầm lặng để khán giả chú ý hơn về sự nghiệp của hai người thay vì chuyện tình cảm. Trong một số chuyến đi du lịch cùng hội bạn bè, đồng nghiệp, Diệu Nhi và anh Tú chỉ đăng ảnh chụp riêng nhưng nhìn khung cảnh, thời gian, trang phục thì ai cũng biết hai người đang đi cùng nhau. Sau nhiều lần bị hỏi về việc không còn xuất hiện chung, không thường xuyên nhắc đến bạn trai như trước, Diệu Nhi cũng từng có lần lên tiếng giải thích. Cô cho biết việc hai người qua game show trả lời phỏng vấn chung lúc mới công khai hẹn hò khiến công chúng chú ý chuyện đời tư nhiều hơn công việc. Diệu Nhi, anh Tú lo sợ chuyện đời tư lấn án sự nghiệp nên năn nỉ các MC không nhắc đến tình cảm nếu hai người tham gia game show chung. Năm 2021, Diệu Nhi vướng tin đồn sinh con giữa mùa dịch. Hình ảnh Diệu Nhi và anh Tú xuất hiện tại một phòng khám thai được chia sẻ rầm rộ. Sau đó, loạt ảnh nữ diễn viên lộ vòng hai lớn cũng được cộng đồng mạng soi ra. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng về chuyện này. Giờ đây, Diệu Nhi và anh Tú là cặp đôi được công chúng mong đợi sẽ sớm tổ chức đám cưới.